tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, kết thúc môn thi toán. 17 trên 17 điểm thi trên địa bàn tỉnh Cà Mau không có trường hợp thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi. Môn toán có 9.618 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí 407 phòng thi, vắng 20 em. Đề thi môn toán được nhiều thí sinh nhận xét dễ thở và hy vọng điểm cao. Tại vì trong đề thi này cũng có rất là nhiều cái câu hỏi nó được lược bỏ rồi, nó không có độ khó như năm trước. Thì đa phần những câu hỏi thì các em sẽ bấm máy tính hoặc là một hai bước có thể ra được kết quả. Còn một số thì cũng sẽ có vận dụng và dành cái đó là khó cho các em học sinh. Nhưng mà theo em nhìn chung thì đề này sẽ vừa sức với học sinh. Em ôn cũng sát đề, em cần cỡ 30. Em thấy đề năm nay thì dễ. Em tự tin mình làm được khoảng trên 40 câu. Dạ, em thấy đề thi năm nay khá là dễ. Em sợ là điểm chuẩn của trường mà em muốn vào sẽ cao. Là trường nào? Dạ, trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đề toán thì cũng tương đối dễ, không vượt quá gọi là khó đi, nó cũng làm được, trung bình có 7 điểm trở lên. Theo em thì đề thi năm nay là tương đối ổn, nó không có quá khó, nó cũng không có quá dễ, nó tương đối giống như là phân tầng ra những mấy câu cuối. Đề thi năm nay cho là tương đối dễ, đề thi các em làm được khoảng trên 80%. Em với khả năng em thì em làm được khoảng tầm 40 đến 42 câu là em chắc chắn. Ngay trong buổi thi môn toán chiều nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo theo công văn số 12 của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2020, về việc yêu cầu chỉ đạo thực hiện ngay một số việc để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Cà Mau, 17 điểm thi đã thực hiện việc đo thân nhiệt 100% đối với những người làm nhiệm vụ tại điểm thi và thí sinh khi vào cổng. Đối với các điểm thi có số lượng thí sinh đông như Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, Cà Mau, Đầm Dơi, Cái Nước, đã tăng cường số lượng máy đo và cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt. Sở Y tế tăng cường cho mỗi điểm thi 2 cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt và một số máy đo trước cổng để đo thân nhiệt cho học sinh và những người có liên quan. Việc đeo khẩu trang y tế 100% trong suốt thời gian ở điểm thi đối với những người làm nhiệm vụ và thí sinh cũng được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại điểm thi tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, những suất cơm, thức ăn do tổ chức cá nhân hỗ trợ.